Ngọc Thơ kính chào quý vị và các bạn, kính mời các bạn xem bản tin Việt Nam bị Freedom House liệt vào danh sách các quốc gia hạn chế quyền tự do đi lại. Ngày 23 tháng 8, AFA tiếng Việt cho hay Freedom House, chính quyền Việt Nam kiểm soát chuyên chế đối với quyền tự do đi lại. AFA trích dẫn báo cáo không được vào hoặc ra, kiểm soát chuyên chế đối với quyền tự do đi lại mới nhất của Freedom House. Tổ chức nhân quyền này xếp Việt Nam vào khu vực màu đỏ cùng với 54 quốc gia khác. Hình ảnh bài trên AFA. Đây là những quốc gia mà chính quyền đã áp dụng nhiều biện pháp tùy tiện để hạn chế quyền tự do đi lại, nhằm trừng phạt, cưỡng ép hoặc kiểm soát những người mà bị coi là mối đe dọa hoặc đối thủ chính trị. Freedom House cho biết, các chính thể toàn trị thường áp dụng 4 biện pháp chính để hạn chế việc đi lại của một nhóm người cụ thể, đó là tước bỏ tư cách công dân, không cấp hộ chiếu, không cấp dịch vụ lãnh sự và cấm xuất hoặc nhập cảnh. Theo Freedom House, ở những nước độc tài, nhà chức trách từ chối cấp hộ chiếu cho những người bất đồng chính kiến như là một phương pháp trực tiếp để kiểm soát những người bị coi là đối thủ chính trị. Việt Nam cũng là một quốc gia áp dụng chiến thuật này để đàn áp người bất đồng chính kiến và người hoạt động nhân quyền. AFA nhắc lại việc bà Huỳnh Thục Vy bị công an tỉnh Đắk Lắk từ chối cấp hộ chiếu vào ngày 6 tháng 6. Sau khi bà hoàn thành án tù về tội danh xúc phạm quốc kỳ, lúc đó bà Vy đến phòng quản lý xuất nhập cảnh công an tỉnh Đắk Lắk xin cấp hộ chiếu mới do hộ chiếu của bà bị an ninh cửa khẩu sân bay Tân Sơn Nhất tịch thu hồi năm 2015. Khi bà chuẩn bị sang Thái Lan, công an tỉnh Đắk Lắk cho rằng bà vẫn còn đang ở diện bị hoãn xuất cảnh vô thời hạn vì lý do an ninh quốc gia, nhưng không đưa ra bất kỳ văn bản nào. Hình ảnh bà Huỳnh Thục Vy sau khi lãnh án tù. AFA cho biết, cũng trong tháng 6 vừa qua, nhà hoạt động Triệu Siêu đã bị Cục Quản lý xuất nhập cảnh và Công an tỉnh Sóc Trăng từ chối cấp hộ chiếu. Nhà hoạt động về quyền của người Khmer đã bị cấm xuất cảnh từ tháng 8 năm 2023 đến tháng 8 năm 2026 và không được cấp hộ chiếu cho đến khi được đưa ra khỏi danh sách cấm xuất cảnh của Bộ Công an. AFA tiếp tục trích dẫn báo cáo của Freedom House cho rằng việc ngăn cản công dân rời khỏi hoặc trở về quốc gia của họ là hình thức kiểm soát di chuyển phổ biến nhất được ghi nhận trong điều tra của tổ chức này. Ở Việt Nam có hai trường hợp điển hình bị cấm nhập cảnh, đó là cô Lê Thu Hà, thành viên của Hội Anh em Dân chủ, và bà Vũ Minh Khánh, vợ của ông Nguyễn Văn Đài, người đồng sáng lập và hiện là chủ tịch của tổ chức này. Chính quyền độc đảng ở Việt Nam đã thực hiện việc cấm xuất cảnh đối với hàng chục người hoạt động và cả thân nhân của họ. Phần lớn những người này chỉ được biết về tình trạng cấm xuất cảnh khi làm thủ tục để rời Việt Nam. Bản đồ các quốc gia hạn chế quyền tự do đi lại. AFA dẫn lời cựu tù nhân lương tâm Lê Anh Hùng cho biết, vào ngày 7 tháng 5 năm 2015, ông bị chặn lại ở sân bay Nội Bài trên đường sang Thái Lan. Công an không cho ông xuất cảnh, đồng thời tịch thu hộ chiếu của ông. Sau đó thì công an thành phố Hà Nội đã mời tôi đến, họ thông báo với tôi là hộ chiếu của tôi đã bị hủy. Họ nói rất là mơ hồ, lúc nào cũng đưa ra lý do là vì an ninh quốc gia, ông Hùng bổ sung. Báo cáo của tổ chức Freedom House còn cho hay, an ninh Việt Nam không chỉ cấm người hoạt động xuất cảnh mà còn áp dụng hình thức tương tự đối với thân nhân của họ. Vào tháng 4 vừa qua, bà Phạm Thị Lân, vợ của tù nhân lương tâm Nguyễn Tường Thụy, bị cấm xuất cảnh vì lý do an ninh quốc gia khi đi du lịch sang Campuchia. Sau đó, bà có làm đơn khiếu nại và được phía công an trả lời với lý do là hay giao lưu với một số người thuộc giới hoạt động. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình cập nhật tin tức của Ngọc Thơ thời báo.d với bản tin Việt Nam bị Freedom House liệt vào danh sách các quốc gia hạn chế quyền tự do đi lại. Ngọc Thơ kính chào quý vị và các bạn, kính mời các bạn xem bản tin Thế trận toàn dân từ thời chiến vẫn còn phát huy tác dụng trong việc cai trị. Ngày 19 tháng 8, AFA bình luận chiêu dùng dân trị dân đang được áp dụng triệt để. Theo đó, báo Nhà nước thời gian qua thường dùng các cụm từ như người dân yêu cầu,
Cư dân mạng mong muốn khi đề cập đến việc đội ngũ công an tại các địa phương ra tay giải quyết sự việc bị cho là sai phạm, vi phạm quy định pháp luật. Hình ảnh bài trên AFA. Mới đây vào ngày 18 tháng 8, truyền thông nhà nước đồng loạt loan tin về một hoa hậu chế lợi quốc ca. Không ít báo giật tít như người nổi tiếng chế lợi quốc ca, cư dân mạng mong muốn công an vào cuộc. Hành vi bẩn cợt chế lợi quốc ca của một phụ nữ đang gây xôn xao mạng xã hội. Nhiều người mong muốn công an vào cuộc. Những tiêu đề gần giống như vậy, theo một số nhà quan sát chính trị, chẳng qua là chiêu thức của các cơ quan chức năng trong việc dụng dân để trị dân. AFA dẫn nhận xét của ông Trần Anh Quân, một người trẻ hoạt động xã hội ở Sài Gòn, cho rằng: Theo tôi, những người chỉ trích việc chế lợi quốc ca, đa số không phải là dân, mà là lực lượng dư luận viên của đảng. Cho nên đây là việc giả dân để trị dân thì đúng hơn là dùng dân để trị dân. Những dư luận viên đông đúc đó sẽ có các bài viết chim mồi để thao túng tâm lý người dân, khiến cho dân chúng cứ ngỡ là cả xã hội đang có chung một quan điểm và dân phải đi theo quan điểm đó. Theo ông Quân, khi một ai đó đi lệch quan điểm chung hoặc làm những điều ngược ý đảng cầm quyền, thì cũng chính lực lượng giả dân này sẽ lừa mị đám đông để xử lý họ. Ông Quân nói tiếp, trước mắt thì chỉ tìm cách phong sát những người nổi tiếng, nhưng về lâu, về dài, thì sẽ khiến Việt Nam tràn ngập tin giả một chiều có lợi cho nhà cầm quyền, từ đó bóp nghẹt quyền tự do ngôn luận của người dân. Như vậy, càng ngày Việt Nam sẽ càng tụt hậu vì không ai dám lên tiếng chống lại bất công, thì xã hội sẽ ngày càng nhiều bất công hơn, mà xã hội nhiều bất công thì rất dễ bùng nổ xung đột giữa các bên. Hình ảnh tân Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm. AFA trích dẫn báo nhà nước ngày 18 tháng 8 đưa tin về việc một người ghép ảnh mặc trang phục công an để câu view và bị phạt 7,5 triệu đồng. Đồng thời không quên lưu ý, Công an Hội An khuyến cáo người dân tích cực phát hiện, tố giác hành vi vi phạm pháp luật để góp phần định hướng dư luận, làm sạch nguồn thông tin trên môi trường mạng. AFA dẫn ý kiến của một người dân ở Việt Nam cho rằng, nhà nước Việt Nam dù không ban hành chính sách cụ thể, nhưng rõ ràng vẫn đang ngấm ngầm dùng dân trị dân. Người này đặc biệt nhắc tới vai trò của Mặt trận Tổ quốc với chủ trương toàn dân đoàn kết bảo vệ an ninh Tổ quốc ở các cấp phường, xã, huyện. AFA dẫn nhận định của nhà nghiên cứu Nguyễn Khắc Mai, nguyên trưởng ban nghiên cứu Ban Dân vận Trung ương, cho rằng những giá trị trước đây được coi là thiêng liêng thì bây giờ người ta không coi là thiêng liêng nữa. Những nhân vật trước đây người ta sùng kính, bây giờ người ta thấy cũng rất tầm thường. Đây là một tâm trạng có thật trong xã hội hiện nay. Cho nên những chế giễu quốc ca nằm trong tình hình ấy, đó là do có tình trạng tinh thần bất an, không tin tưởng, không mong đợi điều gì tử tế. Đó là tâm lý phản ánh thực trạng xã hội hiện nay, một tâm lý cũng bình thường trong xã hội Việt. Nhà nghiên cứu Nguyễn Khắc Mai cho biết thêm, AFA dẫn nhận xét về đề tài liên quan đến việc quản lý nhà nước của một nhà báo ở Việt Nam, cho rằng chiều dùng dân trị dân sẽ làm cho xã hội nhìn bề ngoài có vẻ yên ắng, nhưng thực chất đó lại là một xã hội ù lì và đang liệm dần. Bởi vì nguy hại của chính sách dùng dân trị dân là phá nát nhân tâm, từ người dân có quyền theo dõi nhau, rình mò nhau. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình cập nhật tin tức của Ngọc Thơ thời báo chấm D với bản tin Thế trận toàn dân từ thời chiến vẫn còn phát huy tác dụng trong việc cai trị. Quý vị và các bạn hãy chia sẻ video này để nhiều người cùng biết, cũng như bấm nút đăng ký kênh YouTube và Facebook của thời báo chấm D để được cập nhật những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất.